cho vật không mặn trở thành mặn. Và việc tu pháp tam muội không cũng tương tự như vậy, thì nên biết rằng phép định ấy chẳng phải là pháp lành, chẳng phải mầu nhiệm, mà tánh của nó là điên đảo. Nếu pháp tam muội không chỉ thấy duy nhất một cái không, mà không đã là không có pháp thì thấy được cái gì? Phật dạy: Thiện nam tử, pháp tam muội không này giúp cho hành giả khi nhìn những pháp chẳng phải không có thể thấy chúng trở thành dấu không vắng lặng, nhưng như vậy không phải là điên đảo. Cũng như muối làm cho những vật không mặn trở thành mặn, pháp tam muội không ấy làm cho những pháp chẳng phải không trở thành không. Thiện nam tử, tánh của tham dục là có chẳng phải không? Nếu tánh tham dục là không, lẽ ra chúng sanh chẳng do tham dục mà đọa vào địa ngục. Nếu có việc đọa địa ngục thì tánh của tham dục lẽ nào là không? Thiện nam tử, tánh của sắc cũng là có. Những gì là tánh của sắc? Đó là điên đảo. Vì có điên đảo nên chúng sanh khởi sanh lòng tham. Nếu tánh của sắc chẳng phải điên đảo, làm sao có thể khiến cho chúng sanh khởi sanh lòng tham? Vì có khởi sanh lòng tham nên biết rằng tánh của sắc chẳng phải là không. Vì nghĩa ấy, tu pháp tam muội không chẳng phải là điên đảo. Thiện nam tử, tất cả phàm phu khi thấy người nữ liền sanh tướng nữ. Bồ Tát chẳng phải thế, tuy thấy người nữ mà không sanh tướng nữ. Vì không sanh tướng nữ nên chẳng sanh tham dục. Vì tham dục chẳng sanh nên không phải là điên đảo. Vì thế gian thấy có người nữ nên Bồ Tát tùy thuận mà nói có người nữ. Nếu thấy người nam mà nói rằng nữ, đó mới là điên đảo. Cho nên ta có nói với Xà Đề rằng: Bà La Môn các ông, nếu lấy ngày làm đêm là điên đảo, nếu lấy đêm làm ngày cũng là điên đảo. Như ngày là tướng trạng ngày, đêm là tướng trạng đêm, thì làm sao gọi là điên đảo? Thiện nam tử, tất cả Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 9 đều thấy tánh của pháp là có. Vì thấy như vậy nên không thấy tánh Phật. Nếu thấy tánh Phật, ắt không còn thấy tánh của tất cả các pháp là có nữa. Nhờ tu pháp tam muội không như vậy nên không còn thấy tánh các pháp là có. Nhờ không thấy tánh các pháp là có nên thấy được tánh Phật. Chư Phật Bồ Tát có hai cách giảng thuyết: một là có tánh, hai là không tánh. Vì chúng sanh nên thuyết rằng có tánh pháp. Vì các vị hiền thánh nên thuyết rằng không có tánh pháp. Vì muốn những ai thấy rằng pháp chẳng phải không đều thấy được pháp, là không nên dạy tu pháp tam muội không khiến cho thấy được pháp là không. Nhưng những ai thấy rằng không có tánh pháp cũng nhờ tu pháp không nên thấy là không. Vì nghĩa ấy nên người tu pháp không mới thấy được các pháp là không. Thiện nam tử, như lời ông hỏi, thấy cái không, nhưng không là không có pháp thì thấy được cái gì? Thiện nam tử, đúng vậy, Đại Bồ Tát thật không có chỗ thấy. Không có chỗ thấy tức là không có chỗ có, không có chỗ có là tất cả các pháp. Đại Bồ Tát tu Đại Niết Bàn đối với tất cả các pháp đều không có chỗ thấy. Nếu có chỗ thấy thì không thấy tánh Phật, không thể tu tập Bát Nhã Ba La Mật, không thể vào cảnh giới Đại Niết Bàn. Cho nên Bồ Tát thấy tánh của tất cả các pháp đều không có chỗ có. Thiện nam tử, Bồ Tát chẳng phải chỉ nhờ tu tam muội không mà thấy được pháp không. Bát Nhã Ba La Mật cũng là không, thiền Ba La Mật cũng là không, tinh tấn Ba La Mật cũng là không, nhẫn nhục Ba La Mật cũng là không, trì giới Ba La Mật cũng là không, bố thí Ba La Mật cũng là không, hình sắc là không, mắt nhìn thấy là không, thức nhận biết cũng là không, Như Lai cũng là không, Đại Niết Bàn cũng là không. Cho nên Bồ Tát thấy tất cả các pháp đều là không. Vì thế khi ở thành Ca Tỳ La, ta có bảo A Nan rằng: Ông đừng sầu não bi ai khóc lóc. A Nan thưa rằng: Như Lai Thế Tôn, nay quyến thuộc của con đều chết cả rồi, làm sao con chẳng buồn rầu khóc kể? Như Lai với con đều sanh ra tại thành này đều là thân thích quyến thuộc trong dòng họ thích, vì sao chỉ riêng Như Lai là không sầu não, dung nhan càng thêm sáng rỡ? Thiện nam tử, khi ấy ta đáp rằng: A Nan, ông thấy thành Ca Tỳ La là thật có, ta thấy đó là rỗng không vắng lặng, thật không chỗ có. Ông thấy người họ thích đều là thân quyến, ta tu pháp không hết thảy đều không có chỗ thấy. Vì nhân duyên ấy nên ông sanh sầu khổ, còn ta thì dung nhan càng thêm sáng rỡ. Chư Phật Bồ Tát nhờ tu tập pháp tam muội không nên không sanh sầu não. Như vậy gọi là Bồ Tát tu hành kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn, thành tựu trọn vẹn công đức thứ 9. Thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát tu hành kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn, thành tựu trọn vẹn công đức sau hết thứ 10? Thiện nam tử, Bồ Tát tu tập 37 phẩm trợ đạo vào cảnh giới Đại Niết Bàn với thượng lạc ngã tịnh, vì chúng sanh mà phân biệt giảng thuyết kinh Đại Niết Bàn chỉ rõ tánh Phật. Nếu hàng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Phật Bích Chi, Bồ Tát tin nhận lời này thảy đều được vào cảnh giới Đại Niết Bàn, nếu như không tin ắt phải chịu luân hồi sanh tử. Lúc ấy Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Vương Bạch Phật.
Thế Tôn, những chúng sanh nào không sanh lòng cung kính đối với kinh này? Phật dạy, thiện nam tử, sau khi ta vào Niết Bàn, sẽ có những đệ tử thanh văn ngu si phá giới, ưa thích sanh khởi việc tranh chấp, lìa bỏ 12 bộ kinh, tụng đọc mọi thứ điển tịch văn từ thủ bút của ngoại đạo, thọ nhận và chứa chữ tất cả những vật bất tịnh, bảo rằng do Phật cho phép. Những kẻ ấy ví như người ngu si đem gỗ trên đàn tốt đổi lấy gỗ thường, đem vàng ròng đổi lấy quặng thau, đem bạc quý đổi lấy chỉ pha thiết, đem tơ lụa đổi lấy vải thô, đem vị cam lộ đổi lấy thuốc độc. Thế nào là đem gỗ trên đàn tốt đổi lấy gỗ thường? Như những đệ tử của ta vì sự cúng dường mà giảng thuyết kinh pháp cho người tại gia, những người tại gia ấy dục tỉnh buông thả, chẳng thích lắng nghe. Người tại gia ngồi trên cao, tỳ kheo ở dưới thấp, lại đem đủ thứ món ngon vật lạ mà cung cấp cho họ, nhưng họ cũng chẳng chịu nghe. Đó gọi là đem gỗ trên đàn đổi lấy gỗ thường. Thế nào là đem vàng ròng đổi lấy quặng thau? Quặng thau ví như hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm. Vàng ròng ví như giới luật. Có những đệ tử của ta vì nhân duyên hình sắc mà phạm vào giới luật đã thọ nhận. Đó gọi là đem vàng ròng đổi lấy quặng thau. Thế nào là đem bạc quý đổi lấy chỉ pha thiết? Bạc ví như 10 điều thiện, chỉ pha thiết ví như 10 điều ác. Có những đệ tử của ta buông bỏ 10 điều thiện làm 10 điều ác, đó gọi là đem bạc quý đổi lấy chỉ pha thiết. Thế nào là đem tơ lụa đổi lấy vải thô? Vải thô ví như lòng không biết hổ thẹn, tơ lụa ví như sự biết hổ thẹn. Có những đệ tử của ta buông bỏ đức tính quý giá là sự hổ thẹn, tập quen tính không hổ thẹn, đó gọi là đem tơ lụa mà đổi lấy vải thô. Thế nào là đem cam lộ đổi lấy thuốc độc? Thuốc độc ví như mọi thứ lợi dưỡng, cam lộ ví như các pháp không phiền não. Có những đệ tử của ta vì lợi dưỡng mà tự khen ngợi mình trước mặt những người cư sĩ tại gia, hoặc tự nói rằng mình chứng đắc quả vô lậu, đó gọi là đem cam lộ đổi lấy độc dược. Vì những tỳ kheo xấu ác như vậy, nên kinh điển Vi Diệu Đại Niết Bàn này mới cần phải lưu hành một cách rộng rãi trong cõi Diêm Phù Đề. Và lúc ấy, có những đệ tử thọ trì, tụng đọc, sao chép kinh này giảng giải vào lưu hành rộng rãi, sẽ bị những tỳ kheo xấu ác như trên hãm hại. Bấy giờ, những tỳ kheo xấu ác cùng nhau tụ tập lập ra quy chế nghiêm ngặt rằng, nếu có người thọ trì kinh Đại Niết Bàn, sao chép tụng đọc, phân biệt giảng thuyết thì không ai được cùng ở chung, ngồi chung, chuyện trò qua lại với người ấy. Vì sao vậy? Vì kinh Niết Bàn không phải do Phật thuyết, mà do những kẻ tà kiến làm ra. Những kẻ tà kiến đó tức thuộc bọn sáu thể ngoại đạo. Kinh điển của sáu thể ngoại đạo không phải kinh điển của Phật. Vì lẽ gì vậy? Vì tất cả chư Phật đều nói những pháp vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Nếu nói các pháp là thường lạc ngã tịnh, sao có thể là kinh do Phật thuyết được? Chư Phật Bồ Tát cho phép tỷ kheo chứa chữ mọi vật, còn bọn sáu thầy ngoại đạo không cho đệ tử chứa chữ một vật gì cả. Nghĩa lý như vậy sao có thể là do Phật thuyết dạy? Chư Phật Bồ Tát không cấm đệ tử ăn thịt bò và năm món chế biến từ sữa bò, còn bọn sáu thầy ngoại đạo thì không cho phép ăn năm thứ muối, năm món chế biến từ sữa bò cùng là mỡ, huyết. Nếu cấm dứt những món này sao có thể là kinh điển chân chánh của Phật? Chư Phật Bồ Tát thuyết diễn ba thừa, nhưng trong kinh này chỉ thuyết duy nhất một thừa là Đại Niết Bàn. Những lời như vậy sao có thể là kinh điển chân chánh của Phật? Chư Phật đều dứt bỏ tất cả mà nhập Niết Bàn. Kinh này lại nói rằng Phật là thường lạc ngã tịnh, không nhập Niết Bàn. Kinh này chẳng có trong số 12 bộ kinh, tức là do ma thuyết, chẳng phải Phật thuyết. Thiện nam tử, những kẻ ấy tuy là đệ tử của ta nhưng không thể tin theo kinh Niết Bàn này. Thiện nam tử, và thủ ấy, nếu có chúng sanh nào tin nhận kinh điển này dù chỉ nửa câu, nên biết rằng những người ấy là đệ tử chân thật của ta. Nhờ tin như vậy, nên thấy tánh Phật được vào cảnh giới Niết Bàn. Lúc ấy, Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Vương bạch Phật. Thế Tôn, lành thay, hôm nay Như Lai thật khéo khai mở chỉ bày kinh Đại Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, con nhân việc này mà được thấu rõ kinh Đại Niết Bàn, dù là một câu, thậm chí nửa câu, nhờ thấu rõ được một câu, thậm chí nửa câu, nên thấy được đôi chút tánh Phật, như lời Phật dạy thì con cũng sẽ được vào cảnh giới Đại Niết Bàn. Phật dạy, như vậy gọi là Bồ Tát tu hành kinh điển Vi Diệu Đại Niết Bàn, thành tựu trọn vẹn công đức thứ 10.